Kính thưa quý vị các bạn thân mến, sau đây tiếp theo mình làm mục 3 về nhiệm vụ truyền giáo của đạo Giêsu trên thế giới. Kitô giáo cho rằng nhiệm vụ chính của các tín đồ là phải loan báo tin mừng của Chúa trên khắp thế giới. Nói khác đi là phải có nhiệm vụ truyền đạo. Vì vậy, trong hơn 15 thế kỷ ở Âu Châu, Kitô giáo Roma đã truyền đạo bằng những phương pháp tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại để cưỡng bách người dân phải theo Kitô giáo. Và từ thế kỷ 16 thì các thừa sai đã làm tiên phong hoặc theo gót thực dân Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan đi truyền đạo ở những vùng mà các thế lực thực dân Tây Phương cưỡng chiếm bằng vũ lực. Thế kỷ 18, những người theo Thanh giáo, một hệ phái tin lành, chạy trốn sự áp bức tôn giáo ở châu Âu. Nhưng khi đến Mỹ lại áp dụng chính sách diệt chủng dân da đỏ để truyền đạo. Vậy thực ra sự truyền đạo Kitô trên thế giới không phải là để truyền bá văn minh hay đẩy mạnh những thăng tiến về vấn đề tâm linh hay trí tuệ của con người, mà hầu như ở khắp mọi nơi đều có cùng một chính sách cưỡng bức, mua chuộc, lừa dối, vân vân. Đám tín đồ tăng tòng kém hiểu biết đưa họ vào trong vòng mê tín của một ngục tù tâm linh để kiếm lợi vật chất và ngự trị trên đám tín đồ này. Điều này đã rất rõ ràng trong lịch sử nhân loại. Thật vậy, chúng ta chỉ cần xem xét tuyệt đại đa số của tín đồ Kitô ngày nay thuộc giới nào trong xã hội. Khoan nói đến chuyện trong mấy thế kỷ trước, chúng ta cũng xem xét những nhà truyền giáo Kitô đã truyền đạo thành công ở lớp người nào trong quần chúng. Vài tài liệu sau đây hy vọng sẽ làm sáng tỏ vấn đề này. Về phương diện tín đồ, theo nhận xét của Malachi Martin, nguyên giáo sư tại Viện Nghiên cứu Thánh Kinh ngay tại Vatican, trong cuốn The Key of This Block, thì từ bao giờ Kitô giáo chỉ nảy nở trong đám dân chúng nghèo khổ và ít học? Cùng một ý tưởng, Ariane Bigot viết trong cuốn Freedom The Vatican, họ giáo dân được nuôi nấng trong cái mà tiến sĩ Rado gọi là bóng tối dày đặc của ý thức hệ La Mã, thất học luôn luôn thịnh hành trong các nước theo Kitô giáo Roma. Nhờ đó mà tập đoàn linh mục có thể nảy nở. Toàn quyền Đông Dương, cách đây hơn 100 năm, trong cuốn Li Mission, trích dẫn bởi Patrick Thúc, cũng đưa ra một nhận xét như sau. Thật ra trong hơn 2 thế kỷ mà các hội truyền giáo Kitô hoạt động ở Trung Hoa và bán đảo Đông Dương, có lẽ họ không cải đạo được quá 10 học giả. Toàn thể giới cầm quyền có học của dân chúng đã tránh né sự truyền đạo của họ. Đại cương thì các nhà truyền giáo chỉ tuyển mộ được tín đồ trong những giai cấp thấp nhất, và phần lớn là những kẻ vì lý do này hay lý do khác đã bị xã hội An Nam ruồng bỏ. Và nữ học giả Kitô Joan Mel, sau khi đã nhìn thấy rõ chủ đích và những việc làm của giáo hội Kitô từ thế kỷ thứ tư cho đến ngày nay, đã viết trong cuốn Người tín đồ Kitô tỉnh ngộ năm 1995: đạo Kitô chỉ thịnh hành và phát triển trong đám người nghèo và ngu dốt. Nó chỉ khắc phục bằng giáo dục mở mang chân trí, Trần Trung Ngọc, và đời sống kinh tế thoải mái. Nhưng giáo dục và đời sống kinh tế thoải mái chưa chắc đã khắc phục nổi những gì ăn sâu vào đầu óc tín đồ, cha truyền con nói trong nhiều đời. Bởi vậy chúng ta thấy ngày nay có một số tín đồ Kitô Việt Nam vì sự tiến bộ trí thức của nhân loại nên cũng trở thành những người gọi là trí thức, theo nghĩa cũng có những hiểu biết cập nhật ngoài đời. Nhưng về vấn đề tôn giáo vẫn không thoát ra khỏi được cái ngục tù tâm linh cha truyền con nói đã khắc sâu vào tâm khảm họ. Đọc những gì họ viết từ các bề trên cho tới những bậc khoa bảng trong đám tín đồ về tôn giáo của họ, về các đức thánh cha của họ, vân vân, chúng ta thấy rõ như vậy. Ngày nay những nghiên cứu sâu rộng về thánh kinh của các học giả Tây Phương trong vòng 200 năm gần đây đã chứng tỏ là nhiệm vụ truyền đạo, rao giảng tin mừng trên thế giới không có căn bản trong thánh kinh, bởi vì Giêsu không bao giờ có ý định thành lập một giáo hội phổ quát như đã chứng minh trong phần trên.
và nhất là Giê-xu không có ý định giảng đạo của ông ta cho bất cứ sắc dân nào ngoài dân Gia Thái. Điều này thật rõ ràng trong Thánh Kinh. Vậy nhiệm vụ truyền đạo của Kitô giáo từ đâu mà ra? Giáo hội dựa vào câu kinh thánh nào? Matthew 28 2.19 đến 20 cho là lời của Giê-xu dạy các môn đồ: hãy đi đến mọi quốc gia để làm cho họ thành tín đồ của ta, làm lễ rửa tội họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần. Amen. Dạy cho họ biết phải vâng giữ mọi điều răn ta dạy các ngươi, và ta sẽ ở bên các ngươi cho đến ngày cùng tận thế của thời đại. Để viện cớ thi hành sách lược truyền đạo bằng đạo lực và cưỡng bách trên khắp thế giới, trước hết chúng ta nên biết rằng câu trong Thánh Kinh trên không phải là câu Giê-xu nói khi còn sống, mà là khi đã chết rồi. Và theo lý luận của nền thần học Cato, đã sống lại sau 3 ngày 3 đêm, nhưng thực ra chỉ có hơn 1 ngày và 2 đêm, từ 3 giờ chiều thứ sáu đến sáng chủ nhật, và hiện ra trước các tông đồ ra lệnh cho họ đi khắp thế giới truyền đạo. Nếu chúng ta có thể tin được chuyện sống lại đầy tính hoang đường này, ngày nay ngoài đám tín đồ thấp kém, không còn ai ở trong cũng như ở ngoài giáo hội tin vào chuyện sống lại của một xác chết. Các nhà thần học đã tìm cách giải thích khác đi sự sống lại của Giê-xu và gọi đó là sự sống lại của tinh thần. Thứ đến, tất cả các chuyên gia nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay đã cho rằng câu mà giáo hội đặt vào miệng Giê-xu sau khi ông ta đã nằm yên dưới mộ là do chính giáo hội thêm thắt vào Thánh Kinh sau này để thực hiện âm mưu bành trướng đạo, với mục đích chính yếu là tạo quyền lực trên đám dân ngu dốt và vơ quét của cải thế gian. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm cảnh nô lệ Vatican của các tín đồ và tài sản của giáo hội trên khắp thế giới là thấy ngay nhận định như trên của các học giả không phải là vô căn cứ. Mặt khác, lời dạy của ở trên khi Giê-xu đã chết hoàn toàn mâu thuẫn với những lời ông dạy trong tín đồ đi truyền đạo khi ông ta còn sống. Ngoài ra, trong phần phân tích bằng chứng ngụy tạo ra chuyện Giê-xu thành lập giáo hội và trao truyền lại cho Phê-rô ở trên, chúng ta đã thấy rõ Thánh Kinh viết rằng Giê-xu tin rằng ngày tận thế sắp tới sẽ xảy ra ngay trong thời đại của ông. Vậy bảo các tông đồ đi truyền đạo trên thế giới để làm gì? Như trên đã nói, trong Thánh Kinh có nhiều điều trái ngược hẳn với tinh thần của câu giáo hội ngụy tạo đặt vào miệng Giê-xu khi ông ta đã chết chứng minh. Thứ nhất, tín đồ Kitô giáo nói chung tin rằng Thánh Kinh là lời mặc khải không thể sai lầm của Chúa, Chúa Cha cũng như Chúa Con. Thánh Kinh viết rằng trái đất phẳng và dẹt, đứng yên một chỗ, ở trên có một vòng trời bằng đồng thau, vân vân. Vậy ngay cả Chúa Cha cũng không biết là quả đất tròn. Và cho đến thế kỷ thứ tư, Thánh Augustine, bậc thánh của Cato giáo, được coi là ông tổ của nền thần học đức tin Cato, có trí tuệ siêu việt, vân vân, cũng còn không quan niệm nổi một trái đất có hình cầu. Qua lời phát biểu không thể nào có chuyện có người ở phía trên kia của trái đất, vì Thánh Kinh không ghi lại bất cứ một giống người nào như vậy trong các hậu duệ của Adam. Vậy trước đó gần 400 năm, Chúa Con Giê-xu bảo các tông đồ đi đến mọi quốc gia. Đó là những quốc gia nào? Hiển nhiên đó không phải là những quốc gia ở phía trên kia của một trái đất hình cầu, mà chỉ là những quốc gia dưới giới hạn trong tầm nhìn của Giê-xu, nghĩa là không ra ngoài những quốc gia trong miền Trung Đông. Điều này thật là rõ ràng khi chúng ta đọc nhận định sau đây của giáo sư thần học Uttaran Hanneman. Giê-xu không hề có ý định thành lập một giáo hội, nhất lại là một giáo hội phổ quát trên khắp thế giới. Về một thí dụ chân thực về quan điểm của Giê-xu, chúng ta hãy xét đoạn văn trong Thánh Kinh Matthew 12 chấm câu 5 đến câu 6. Nội dung đối ngược hẳn với nhiệm vụ truyền giáo trên thế giới. 12 tông đồ Giê-xu phải đi để truyền đạo với lời dặn dò không được đi đến nơi nào có dân Galilee và không được vào thành phố nào của dân Samaritan, và chỉ đi đến những con dân Do Thái bị lạc, nghĩa là chỉ đi rao truyền đạo Chúa trong dân Do Thái mà thôi. Và câu tiếp theo trong Kinh Thánh Matthew 12.7
là trong khi đi rao truyền tin nước trời đã gần đến rồi. Hai đoạn khác trong Matthew 15:24, ta được phải xuống trần chỉ để cứu đàn chiên Do Thái bị lạc mà thôi. Và Matthew 12:23, ta bảo đảm với các ngươi chưa đi hết các thành phố của Do Thái thì con của người, nghĩa là ta Giêsu, đã đến rồi. Chính Giêsu, và ngày nay mọi nhà thần học đều biết vậy, tin rằng nước Chúa trời sắp tới. Điều này đối ngược với nhiệm vụ truyền bá đạo một cách đại quy mô trên thế giới. Chúa chúng ta cũng đã biết trong Tân Ước cả bốn phúc âm Matthew 16:27 đến câu 28, 24:34, Mắc 9:1, 13:30, Luca 21:27 đến câu 32 và John 14:3 đều viết rõ là Giêsu tin rằng ngày tận thế đã sắp tới và ông ta sẽ trở lại ngay khi một số tông đồ của ông còn sống. Vậy ông ta không có lý do gì để mà sau khi chết lại nhõm dậy truyền cho các tông đồ phải đi truyền đạo của ông ta trên khắp thế giới. Tới nay đã 2.000 năm rồi. Cho nên sự bành trướng trên thế giới của đạo Giêsu chẳng qua chỉ là sự bành trướng của những tổ chức tôn giáo thế tục dùng nhân vật Giêsu để huyễn hoặc đầu óc của con người, tạo thế lực và của cải vật chất như lịch sử đã chứng tỏ. Giáo hội lừa dối tín đồ, dạy họ phải đi truyền đạo, một nhiệm vụ cao quý để loan báo tin mừng của Chúa, hứa hẹn với họ một cái bánh vẽ trên trời. Và tín đồ vì không đọc thánh kinh và vì một niềm tin không cần biết, không cần hiểu, nên nhắm mắt đi truyền đạo với tất cả những thủ đoạn bất lương mà lịch sử đã ghi rõ, mà không hề biết rằng đó chỉ là sách lược bành trướng của giáo hội trên thế giới, trái ngược hẳn với những gì Giêsu nói trong thánh kinh. Kết luận cho mục 3, Giêsu dạy các tông đồ chỉ được đi truyền đạo của ông về một nước trời sắp đến trong những bộ lạc Do Thái. Vậy giáo hội dựa vào một câu Giêsu nói sau khi đã chết để đi truyền đạo trên thế giới thật ra chỉ là một thực hiện âm mưu bành trướng đạo với mục đích chính yếu là tạo quyền lực trên đám dân ngu dốt và vơ quét của cải thế gian. Vậy thì người Việt Nam theo Cato giáo Roma hay đạo Giêsu là vì cái gì? Tiếp theo mục 4, những người không phải là dân Do Thái có được Giêsu cứu rỗi không? Trong cuốn Bước qua ngưỡng cửa hy vọng xuất bản năm 1995, trang 76, để trả lời câu hỏi tại sao nhân loại cần cứu rỗi, giáo hoàng John Paul đệ nhị đã trích dẫn một câu trong phúc âm John làm luận điểm giải thích: Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt nhưng được sống đời đời. Câu trên không phải là lời giải thích cho câu hỏi tại sao nhân loại cần đến sự cứu rỗi, mà là một khẳng định về đức tin Cato gồm có hai mặt: một, huyễn hoặc những người nhẹ dạ cả tin, mê mẩn về một sự sống đời đời sau khi chết ở trên một thiên đàng giả tưởng bằng cách tin vào một nhân vật đầy tính chất huyền thoại do nền thần học Kitô giáo tạo dựng lên, và hai, hù dọa những người đầu óc yếu kém về một sự luận phạt phi lý và hoang đường. Điều này thật là rõ ràng khi về sau tháng 7 năm 1999, chúng ta thấy giáo hoàng John Paul đệ nhị, trước sự tiến bộ trí thức của nhân loại, đã phải thú nhận là không làm gì có thiên đường trên các tầng mây, và hỏa ngục không phải là sự trừng phạt áp đặt từ bên ngoài bởi Thượng Đế. Phủ nhận sự hiện hữu của một thiên đường trên trời và một hỏa ngục trong lòng đất, giáo hoàng cũng đã phủ nhận luôn sự cứu rỗi và luận phạt của Chúa, một sự hứa hẹn thuộc một đời sau do đó không ai có thể kiểm chứng, và một sự đe dọa cùng loại hoang đường mà giáo hội vẫn tiếp tục dù cho tới ngày nay để nhốt tín đồ vào trong vòng mê tín. Đa số tín đồ Cato không biết đến sự phủ nhận thiên đường và hỏa ngục của giáo hoàng. Những thuộc hạ của giáo hoàng giải thích che giấu sự thật là điều cần thiết để giữ đức tin của tín đồ, để cho niềm tin của họ khỏi bị chao đảo. Người ngoài giáo hội thì cho đó là hành động bất lương tri thức, vì giáo hội đã biết là không làm gì có thiên đường hay hỏa ngục mà vẫn dụ tín đồ bằng cái bánh vẽ để cứu rỗi và hù dọa họ bằng một hỏa ngục giả tưởng. Nhưng chính cái mâu thuẫn mà giáo hoàng John Paul đệ nhị trích dẫn trong Tân Ước ở trên đã làm cho giáo hội lộ bộ mặt lừa dối tín đồ bằng một điều huyễn hoặc được thêm thắt vào trong Tân Ước về sau để khuyến dụ đám tín đồ
đầu óc thấp kém. Vì câu đó không có một giá trị thiết thực nào. Bình luận câu John 3:2.16 ở trên, học giả Lloyd Graham cho rằng chưa bao giờ có nhiều ngụy biện có tính chất dạy ngược đời được buộc chung với nhau trong một câu ngắn ngủi như trên. Vì Thiên Chúa không hề thương yêu thế gian, Thiên Chúa không ban cho thế gian bất cứ cái gì. Ông ta không có người con duy nhất, lòng tin không cứu được một ai và không có cái gì gọi là cuộc sống đời đời. Thật vậy, phân tích câu trong Phúc Âm John mà Giáo hoàng John Paul đệ nhị viện dẫn ở trên, chúng ta thấy ngay câu đó hoàn toàn vô nghĩa và phi lý. Thật vậy, trừ phi chúng ta chỉ biết cầm cuốn thánh kinh không hề đọc và nhắm mắt cầu nguyện, nếu chúng ta mở mắt ra nhìn những cảnh khổ, cảnh bất công, cảnh con nít mới sinh ra đã bị khuyết tật hay chỉ là một quái thai vân vân ở khắp nơi trên thế gian, kể cả trong các nước mà đa số dân chúng là tín đồ Kitô giáo. Thí dụ ở bên Anh có một gia đình Cato sinh ra một quái thai, hai chân dính liền nhau như chỉ có một trái tim, thì không có cách nào chúng có thể chấp nhận được luận điệu thần học của Giáo hoàng John Paul đệ nhị. Thiên Chúa quá thương yêu thế gian, chúng ta nên biết theo niềm tin trong Cato giáo thì Thiên Chúa gồm những thuộc tính toàn nhân, nghĩa là vô cùng nhân từ, và toàn năng, nghĩa là làm gì cũng được. Hơn nữa, một Thiên Chúa mà chỉ thương yêu những người tin mình thì thực chất chỉ là một ngụy Chúa, không xứng đáng để cho con người tin. Đừng nói đến kính trọng và thờ phụng sự hiện hữu của những cảnh khổ, những chiến tranh tôn giáo, những sự xấu ác ở trên đời là một nghịch lý mà từ xưa đến nay các nhà thần học Kitô giáo không sao giải thích nổi để biện minh cho một Thiên Chúa toàn năng. Quả thương yêu thế gian, lối giải thích nghe xuôi tai đối với những tín đồ đầu óc mê muội, nhưng lại có tính cách mà lì đối với tư duy con người. Trong thế giới văn minh tiến bộ như ngày nay, là đầu óc con người không hiểu được những ý định hay việc làm của Thiên Chúa. Câu John 3:2.16 ở trên, Thiên Chúa quá thương yêu thế gian đến nỗi ban con duy nhất của Ngài để những ai tin vào Người sẽ không bị luận phạt nhưng được sống đời đời. Và câu tiếp theo John 3:2.18, người nào không tin vào Giê-xu thì đã bị đầy đọa rồi, vì người đó không tin vào đứa con duy nhất của Thượng Đế. Theo tôi là những câu vô nghĩa là và bậy bạ nhất trong Tân Ước, vì những câu này chỉ có thể áp dụng cho những người sinh sau Giê-xu mà thôi. Lẽ dĩ nhiên chỉ có những người sinh sau Giê-xu mới có thể biết đến Giê-xu và tin Giê-xu để không bị luận phạt và có cuộc sống đời đời. Lẽ dĩ nhiên sau khi chết, như được viết rõ trong Tân Ước, ngay cả bố mẹ Giê-xu là Joseph và bà Maria cùng các em trai em gái Giê-xu cũng không tin Giê-xu là đấng cứu thế, trái lại còn cho là Giê-xu là đầu óc bất thường. Cho nên chắc là họ đều bị Giê-xu luận phạt và đày đọa xuống hỏa ngục vĩnh viễn. Lịch sử loài người đâu chỉ bắt đầu từ khi Giê-xu 30 tuổi, ấy thế mà vẫn có vô số người tin vào những cái câu nhảm nhí này. Điều hiển nhiên là trước khi Giê-xu sinh ra đời thì nhân loại đã trải qua bao nhiêu thế hệ trong nhiều ngàn năm, trong đó có các thế hệ của tổ tiên, ông bà Giê-xu. Ai biết đến Giê-xu, ai tin Giê-xu, vậy tất cả cũng đều bị Giê-xu luận phạt hay sao? Trước năm 1533, người Việt Nam không ai nghe và biết đến tên Giê-xu, hiển nhiên không ai có thể tin Giê-xu. Vậy tất cả dân tộc Việt Nam trong mấy ngàn năm trước năm 1533 cũng bị luận phạt hay sao? Những người Việt Nam tân tòng Cato giáo có nghĩ đến các điều hoàn toàn vô nghĩa như trên hay không? Cái tín điều phi thực tế, phi nhân tính, phi logic. Nhưng như vậy mà Giáo hoàng nêu lên được trong thời đại này thì kể cũng lạ. Điều lạ hơn nữa là các tín đồ vẫn còn tin theo cái tín lý quái gở đó với một tâm cảnh vô cùng ích kỷ, chỉ nghĩ đến đời sống đời đời sau khi chết của riêng mình mà không hề nghĩ đến bản chất ác độc, phi lý, phản khoa học, hoang đường, bất khả áp dụng của sự luận phạt của Giê-xu. Không những chỉ ích kỷ mà còn họ còn để lộ một tinh thần yếu kém, sợ sệt thần linh trong thời đại tiến bộ của khoa học, kỹ thuật ngày nay, mà quan niệm thần linh khi xưa đã không còn chỗ đứng. Trong thời đại mà các thần Bình Vôi, thần Cây Đa, thần Hà Bá v.v. đã không còn ý nghĩa, tại sao họ vẫn còn có thể tin vào một Thiên Chúa của người Do Thái cách đây hơn 2000 năm?
mà bản chất cũng không khác gì những thiên chúa trong dân gian trên khắp thế giới. Vậy thì chúng ta hãy bắt sang câu hỏi, những sắc dân phi Do Thái có phải là đối tượng cứu chuộc của Giê-xu không? Việt Nam hiển nhiên không phải là Do Thái. Câu này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng thực ra lại rất quan trọng. Vì vấn đề chính tôi muốn đặt ra cho đồng bào Việt Nam của tôi là: người Việt Nam có hy vọng được Giê-xu cứu chuộc hay cứu rỗi không? Câu trả lời của riêng tôi là một chữ không, quyết định. Tại sao? Tại vì Tân Ước đã khẳng định như vậy, chứng minh. Đọc Tân Ước, chúng ta thấy là Giê-xu sẽ chỉ cứu dân Do Thái ra khỏi tội lỗi, Mắc-thiêu 1:2-21, và sẽ ngự trị trên dân Do Thái đời đời mà thôi, Luca 1:2-33. Ngoài ra chúng ta còn thấy là Giê-xu rất ghét những người không phải là Do Thái, Mắc-thiêu 15:21-28. Và Thánh Phao-lô khẳng định theo lời mặc khải của Thiên Chúa, Hebrew 13:2-8, Giê-xu Kitô luôn luôn như vậy, ngày hôm qua, ngày hôm nay và cho tới mãi mãi. Điều này có nghĩa là nhiệm vụ xuống trần, chủ trương chỉ cứu chuộc người Do Thái mà thôi, vân vân. Và thái độ bộc lộ ghét người phi Do Thái của Giê-xu không bao giờ thay đổi. Vậy thì những sắc dân phi Do Thái, trong đó có Việt Nam, mong cái gì ở Giê-xu? Tôi không hiểu các trí thức theo Cato Roma giáo ở Việt Nam có biết đến những điều này hay không. Cho nên tôi thật thương hại những người không phải là dân Do Thái mà cứ sống trong ảo vọng, mơ tưởng rằng sẽ được Giê-xu cứu rỗi và cho mình là một cuộc đời sống đời đời trên thiên đường nước trước Thánh Nhan Chúa, một luận điệu bịp bợm của giáo hội như trong sự phân tích câu John 3:16 trong Tân Ước ở trên. Câu chuyện sau đây trong Tân Ước sẽ chứng tỏ rằng sự ước mơ của những tín đồ Việt Nam theo Kitô giáo để được Giê-xu cứu rỗi đích thực là một ảo vọng. Chúng ta hãy đọc và đọc kỹ đoạn sau đây trong Tân Ước, Mắc-thiêu 15:21-28. Thế rồi Giê-xu đi tới vùng Tyre và Sidon, và có một người đàn bà là người Ca-na-an đến từ vùng đó và kêu với Giê-xu: "Hãy thương tôi, Chúa ơi, con của David. Con gái tôi đang bị quỷ ám nặng, nhưng người không thèm trả lời bà ta một tiếng." Và các đệ tử của Giê-xu với tới và yêu cầu Giê-xu hãy đuổi bà ta đi, vì bà ta cứ kêu cứu cùng chúng ta. Nhưng Giê-xu trả lời: "Ta được phái xuống đây chỉ để cứu dân Do Thái mà thôi." Rồi người đàn bà kia tới và thờ phụng Giê-xu và nói: "Chúa ơi, hãy giúp tôi." Nhưng người ta trả lời: "Nhưng người trả lời: lấy bánh của con dân Do Thái mà ném cho mấy người con chó nhỏ," nghĩa là những người phi Do Thái, "thì thật là chẳng tốt tí nào." Và người đàn bà kia nói: "Đúng vậy, Chúa ơi, nhưng dù là chúng con chó nhỏ thì chúng cũng được ăn những mảnh bánh vụn rơi vãi từ trên bàn chủ chúng xuống chứ." Rồi Giê-xu trả lời: "Ô bà già, lòng tin của bà thật là lớn lao. Thôi, tôi cũng chiều theo ý bà, và con gái bà ta hết bị quỷ ám ngay từ giờ phút đó." Tôi xin để cho các độc giả tùy ý nhận định về tư cách đạo đức và lòng vị tha của Giê-xu trong câu chuyện trên. Có nghĩa rằng là Giê-xu xem con người phi Do Thái cũng giống như những con chó, thì Giê-xu xem những con người mà theo đạo Cato Roma giáo ở Việt Nam cũng giống như những con chó. Và những con chó này nó cũng muốn ăn cái bánh, cái bột bánh được những người Do Thái ăn rơi rã xuống đất. Tôi xin để cho quý độc giả nhận định nhé. Tôi không hiểu các đồng bào theo đạo Giê-xu của tôi nghĩ thế nào khi đọc đoạn trên trong Thánh Kinh. Rất có thể lòng tin của họ hẳn mãnh liệt và tự coi mình thấp kém hèn hạ như bà già trong chuyện, cho nên vẫn tin rằng nếu mình hết lòng tin thì Giê-xu sẽ đoái thương và cứu rỗi phần hồn sau khi chết, dù Giê-xu cũng đã chết như mình sẽ chết. Đọc Thánh Kinh, tôi nhận thấy tin theo Chúa kể cũng rất mất nhân vị. Khi bị làm mắng là Sa-tăng, Phê-rô, khi thì mắng là chó, nếu không phải là người Do Thái thì bị mắng là đồ điên, đồ mù, khi thì bị rủa là đồ rắn độc, bị đày đọa hỏa ngục, vân vân.
Nếu chẳng may không chịu tin ông ta là con của Thượng Đế, hình ảnh của một Chúa nhân từ được quảng cáo là Jesus Love You. Đây trên đường phố ở Mỹ quả thật không phù hợp với những ngôn từ Chúa nói trong Thánh Kinh. Về chuyện Jesus gọi người Phi Do Thái là chó ở trên, tiến sĩ Madeleine Ohe bình luận như sau: trừ khi anh là người Do Thái, chẳng ai muốn anh trong tôn giáo này. Đạo Jesus, đối với người nào thực sự thực tâm cảm thấy Jesus là đấng cứu thế của họ, tôi xin giới thiệu một nhà phân tích tâm học. Và Friedrich Hesse Eaton bình luận như sau trong cuốn Scandalous Sen trang 214: Jesus thường nhắc nhở đệ tử là phải thương yêu nhau và thương yêu ngay cả kẻ thù. John 13:2-35, Matthew 5:2-44. Nhưng khi một người đàn bà không phải là người Do Thái tới nhờ Jesus chữa lành bệnh cho con gái, thì Jesus lại bảo bà ta rằng không thể lấy bánh của con dân Do Thái vứt cho chó ăn. Matthew 15:2-26. Nói một cách khác, ông nói người Phi Do Thái là đồ chó, tại sao ta lại phải làm bất cứ gì cho ngươi? Anh cảm thấy thế nào khi Jesus gọi anh là chó? Gọi người Phi Do Thái là đồ chó không phải là sự biểu thị của lòng thương yêu. Jesus thật là hỗn hào, kiêu căng và tự phụ khi gọi người đàn bà kia là chó. Vậy trong vấn đề thực hành, Thánh Jesus chẳng có chút gì là thánh cả. Những sự kiện trong Tân Ước cho thấy Jesus thực sự ghét những người Phi Do Thái. Người Việt Nam không phải là người Do Thái, ai cũng biết vậy, nhưng vẫn cần phải nhắc lại ở đây. Tuy nhiên, chẳng có ai cấm người Việt Nam tin rằng mình sẽ được Jesus cứu chuộc như cứu chuộc người Do Thái. Dù mình không phải là người Do Thái, nhưng chẳng có ai nghĩ đến chuyện là chính người Do Thái lại không tin Jesus là đấng cứu tinh của họ, và do đó đã từ chối không chấp nhận vai trò cứu chuộc của Jesus như chúng ta đã biết trong một đoạn trên. Kết luận cho mục mà thứ tư, Tân Ước viết rất rõ, Jesus sinh ra chỉ để cứu dân nhân tộc Do Thái mà thôi. Và còn thậm chí ghét người Phi Do Thái, Matthew 1:21, Matthew 15:21 đến câu 28, Matthew 15:26. Vậy thì người Việt Nam theo Cato Roma giáo, đạo Jesus là vì cái gì? Mục 5, trí tuệ và đạo đức của Jesus. Trước hết, có lẽ chúng ta cần phải trích dẫn nhận định về Jesus của Bertrand Russell, một thiên tài toán học và triết lý đã được giải thưởng Nobel vào năm 1950. Xét về trí tuệ hay đức hạnh, tôi không thể nào cho rằng Đức Kitô cũng cao cả như vài người khác được biết trong lịch sử. Tôi nghĩ rằng về trí tuệ hay đức hạnh, tôi phải đặt Đức Phật và Socrates trên Đức Kitô. Nhận định như trên, Bertrand Russell quả đã đánh giá quá cao Jesus khi so sánh với Socrates và Đức Phật. Viện nghiên cứu kỹ về hai thuộc tính của Jesus, trí tuệ và đạo đức, chúng ta thấy Jesus không có gì có thể so sánh với Socrates và Đức Phật. Tại sao? Vì trí tuệ của Jesus không thể gọi là trí tuệ, và đạo đức của Jesus cũng không thể gọi là đạo đức chứng minh. Trước hết về trí tuệ phản ánh trong những lời giảng dạy hay giáo lý của Jesus. Vậy thì Jesus giảng dạy những gì? Nhận định sau đây của Joseph Dandelion, một học giả Cato, trong cuốn Final Superstition trang 174 về cái gọi là giáo pháp của Jesus có thể giúp chúng ta nhìn rõ vấn đề một cách tổng quát. Có rất ít, nếu có, điều sáng tác độc đáo trong giáo pháp mà người ta cho rằng của Jesus giống như chính huyền thoại về Jesus. Những quan điểm mà Jesus diễn đạt chỉ là một mớ hổ lốn, những ngụ ngôn và luân lý mà chúng ta có thể thấy trong những đạo cổ xưa của Ai Cập, Babylon, Ba Tư, Hy Lạp, Phật, Khổng, Ấn Độ, v.v. Một điều rõ ràng, Kitô giáo, một tôn giáo sinh sao để muộn trong lịch sử các tôn giáo, chỉ cấp nhật đạo văn, những quan điểm, ý kiến của Do Thái giáo và các tôn giáo gọi là dân gian. Trong cuốn Nguồn gốc luân lý trong các phúc âm, Joseph M.C. Khabe, một linh mục Cato Trần Trung Ngọc, đã trích dẫn những quan điểm luân lý trong phúc âm mà người ta cho là của Jesus song song với những quan điểm luân lý tương đương và y hệt của các tác giả Do Thái và dân gian. Thật vậy, đọc Thánh Kinh và với một chút kiến thức về triết học và tôn giáo,
chúng ta có thể thấy rõ là nhận định của Dailandin không phải là sai. Và chúng ta nên nhớ Joseph Dailandin chỉ nói về những điều mà người ta cho là có ý nghĩa phần nào về đạo đức và luân lý, chứ không kể đến những điều vô đạo đức và phi luân lý của Giê-xu trong Tân Ước, như tôi sẽ chứng minh trong một phần sau. Trong cuốn sách có tên là Một thời để cho sự ngay thẳng của Kitô giáo, giám mục Bai đã thảo luận về các niềm tin của tín đồ đối với Giê-xu và chứng minh rằng Giê-xu chỉ là một người thường. Trang 108 như sau: cuốn Tân Ước thật là rõ ràng. Thật vậy, những sự kiện trong Tân Ước Trần Trung Ngọc từ bao giờ vẫn luôn luôn rõ ràng cho bất cứ ai nhìn thấy chúng. Giê-xu sinh ra ở một địa phương đặc biệt và một thời điểm đặc biệt. Mẹ và các em ông ta không cho rằng ông ta là một nhiệm vụ nào khác với nhiệm vụ của một con người. Và Giê-xu có những giới hạn về hiểu biết. Trang 109, Giê-xu có một đầu óc giới hạn. Điều này cũng đúng cho mọi người. Thí dụ giống như các thầy tu Do Thái cùng thời, Giê-xu cho rằng David đã viết tất cả bộ thi thiên, cho nên ông ta đã viện dẫn thi thiên số 110 mà ông ta cho là của vua David. Thực ra là bài thơ này được viết sau thời của David khi tranh luận với người dân Pharisee. Và ông ta nghĩ cũng như mọi người trong thời đó là ngày tận thế đã sắp đến. Ngoài ra chúng ta sẽ còn biết Giê-xu tin rằng ngũ kinh trong Cựu Ước là do Môi-se viết. Nhưng tất cả các học giả nghiên cứu về Thánh Kinh ngày nay đã chứng minh rằng ngũ kinh được viết trong nhiều thời kỳ khác nhau bởi nhiều môn phái khác nhau. Và sau khi Môi-se đã chết, khi chúng ta nói đến những điều giảng dạy của Giê-xu thì chúng ta đã giả định rằng Giê-xu có đầy đủ tư cách của một ông thầy đã để lại cho hậu thế một giáo lý nhất quán và phổ quát. Nhưng chúng ta không thể tìm thấy những thuộc tính này trong Kitô giáo, vì với một tôn giáo thuộc loài cứu rỗi thì vấn đề không phải là những tiêu chuẩn đạo đức hay những triết lý về nhân sinh, và tất cả chỉ tùy thuộc vào lòng tin của Giê-xu, chứ không liên quan gì đến những điều giảng dạy nếu có của Giê-xu. Và tất nhiên Giê-xu chứ không liên quan gì đến những điều giảng dạy nếu có của Giê-xu, và tất nhiên không thấy liên quan gì đến nhiệm vụ cứu chuộc của hai cứu rỗi của Giê-xu. Để hiểu rõ vấn đề hơn và để chứng minh chúng ta có một khái niệm về vai trò của Giê-xu trong một tôn giáo cứu rỗi như Kitô giáo, tôi xin trích dẫn vài đoạn sau đây của tiến sĩ Jacques Denis O'Brien, giáo sư triết, viện trưởng Viện Đại học Rochester, trong cuốn Thần Kỳ, Thần Kitô và Đường Xe Lửa ở New Haven. Và tại sao cả hai điều chẳng mấy thành công trong cuốn sách này, giáo sư O'Brien đã phân tích cho chúng ta thấy rõ sự khác biệt giữa một tôn giáo thuộc loại cứu rỗi và một tôn giáo giác ngộ như Phật giáo. Trang 101-108. Một tôn giáo giác ngộ tăng tiến trí tuệ tâm linh hoặc đạo đức của chúng ta bằng một giáo pháp nào đó. Một tôn giáo cứu rỗi cải đổi đời sống của chúng ta bằng cách dẫn chúng ta sống đời sống của chúng ta trong một người khác, Chúa ở cùng ta. Khi bậc thầy xuất chúng qua đời, giáo pháp của ông ta có thể tiếp tục sống. Ông ta có thể có một giáo pháp như Tám Thánh Đạo, Bát Chánh Đạo, Trần Trung Ngọc, khiến cho cái trí tuệ chuyên biệt của ông ta tồn tại vĩnh viễn. Ngay khi cả bậc thầy không thể lại là một giáo pháp nào, không để lại một giáo pháp nào, mà chỉ mẫu mực của một trí tuệ tìm tòi và lý tưởng về tính thiện như Socrates, cái gương sáng của ông thầy tồn tại và làm tiêu chí cố gắng cho những đệ tử sau này. Tất cả những phương tiện trên thế trên để tiếp nối đời sống của sư phụ đều có ý thức cao và được áp dụng rộng rãi. Nhưng cái khung truyện đó không phải là chủ trương của Tân Ước, không phải là giáo pháp của ông thầy tồn tại, mà là chính ông thầy. Mà dù như vậy đi chăng nữa thì cũng không có ông thầy mà chỉ có ông cứu thế. Vì cách duy nhất để có một tôn giáo cứu rỗi là qua sự xâm nhập vào đời sống của tôi, của một người có ý nghĩa lạ lùng khác. Cái người khác này thật là cần thiết để cho câu chuyện có thể tiếp tục. Không có sự sống lại thì không có thể có chuyện mà kể. Do đó tôn giáo cứu rỗi tùy thuộc ở cái đổi sống lại, thay đổi tận gốc rễ,
trên căn bản một đời sống sống với một người khác. Trong một tôn giáo cứu rỗi, ta không thể đạt được một trình độ tâm linh cao bằng cách học hỏi về một chân lý nào đó, một sự kiện nào đó, một con người nào đó. Tất cả những điều trên đều có tính cách giáo dục và cao quý, nhưng đó không thuộc một truyện phim thuộc loại cứu rỗi. Trong câu chuyện về tội lỗi và cứu rỗi con người tới một trạng thái mới bằng cách sống với một người khác, Giêsu có hội đủ những tiêu chuẩn của những bậc thầy xuất chúng về tâm linh không? Không đâu. Cái tiêu chí của sự siêu quần về tâm linh là con người phải là một bậc thầy xuất chúng về tỉnh thức, về trí tuệ tâm linh, hoặc một tâm bình lặng. Giêsu không phải là một ông thầy mà là một ông cứu thế. Chúng ta hãy coi một bậc thầy xuất chúng, Socrates, là một thí dụ tốt. Socrates là một đại sư về tỉnh thức tâm linh. Ông ta cho rằng ông không biết gì cả, chỉ đặt cho học trò vài câu hỏi có tính cách mưu mẹo, thách đố Socrates, muốn chắc rằng học trò bám vào chân lý chứ không bám vào Socrates. Đức Phật là một thí dụ về một bậc thầy tôn giáo. Xuất chúng cũng có cùng giáo pháp tự chứng như Socrates. Đức Phật không phải là một đấng cứu rỗi. Người là đấng giác ngộ, người đã chứng được những chân lý về nhân sinh, và về người đã đưa ra 8 thánh đạo để hướng dẫn con người đạt tới cùng sự giác ngộ như người, và do đó thoát khỏi khổ đau. Tương phản với những bậc thầy xuất chúng kể trên, chúng ta phải nói rằng Giêsu hiển nhiên hiểu lầm về vai trò của một giáo pháp. Giêsu không có học trò hay đệ tử, mà chỉ có môn đồ hay tông đồ. Và điều này không phải là ngẫu nhiên. Giêsu nói kẻ nào tin vào ta thì sẽ được sống đời đời, không phải là tin vào giáo pháp của ta, mà tin vào thánh ta, vào chính ta. Cái mà Giêsu biết không phải là sự giác ngộ. Giêsu chỉ biết Chúa Cha, chỉ có Con mới biết Cha. Kẻ nào biết ta sẽ biết Cha, chỉ có thể đến với Cha ta qua ta. Gọi là bụng binh. Bất cứ Kitô giáo có thể là cái gì khác, có vẻ như là ở ngoài mặt rõ ràng đó là một tôn giáo thuyết giáo về sự cứu rỗi và một đấng cứu rỗi. Trước khi chúng ta cảm thấy chán với ý tưởng này, điều quan trọng là chúng ta phải nhớ rằng hầu hết những chủ lực tinh thần lớn khác không những là không thuyết giáo về sự cứu rỗi, mà trong vài trường hợp còn thực sự khinh ghét ý tưởng này. Hồi giáo là một trường hợp điển hình. Người theo Hồi giáo thấy rằng cái khái niệm Kitô về đấng cứu rỗi đã làm hạ phẩm giá của cả đấng cứu rỗi lẫn người được cứu rỗi. Để sống đạo hạnh và tiến tới giác ngộ, con người cần những bậc thầy chứ không cần tới đấng cứu rỗi. Sự khác biệt thật là quan trọng. Xét về toàn diện, những tôn giáo đạo đức hay giác ngộ thì hợp với xu hướng của người Mỹ ngày nay hơn. Những tôn giáo này có hai lợi thế rõ rệt so với những tôn giáo dựa theo thánh kinh. Trước hết là những tôn giáo này có vẻ như là những con đường tâm linh tự lực. Điều này hợp với tinh thần độc lập và tự tin của người Mỹ. Tuy rằng các bậc thầy xuất chúng rất là đáng quý trong các tôn giáo này, nhưng họ cũng có thể được để qua một bên, và con người có thể tự học lấy. Người ta không thể tự cứu rỗi trong tôn giáo dựa vào thánh kinh. Lợi thế thứ nhất, thứ nhì của các tôn giáo giác ngộ và đạo đức là những tôn giáo này có thể dẹp bỏ phần lớn cái mưu toan thần học. Nếu thật sự có các thần, và trong Phật giáo có vẻ như là không hề có, thì vai trò của các thần là những bậc thầy hữu ích nhưng có thể bỏ qua, hoặc là những lý tưởng hay những nhân vật gương mẫu. Chân lý nằm trong giáo pháp chứ không nằm trong ông thầy cứu rỗi. Qua tài liệu trên, chúng ta đã thấy về mặt nhân vật Giêsu trí tuệ là một cái gì không đáng để bàn tới, vì ngoài vài điều góp nhặt từ các truyền thống Do Thái và dân gian, tất cả cái gọi là giáo pháp của Giêsu đã được một số học giả nghiên cứu nhận định rõ ràng. Sau đây hai thí dụ điển hình. Tất cả những điều Giêsu nói, giáo lý, bài giảng đều đưa tới một đơn từ ta. B. Tất cả những điều rao giảng của Giêsu có thể nhận rõ ràng chúng nằm trong hai câu có ý nghĩa y hệt nhau: hãy thống hối và tự tin vào phúc âm, hoặc ở vào một nơi khác, hãy thống hối vì nước thiên đàng sắp tới. Đó là về mặt trí tuệ. Thế còn về đạo đức thì sao? Chúng ta hãy bỏ qua những chuyện như Giêsu hỗn hào với cha mẹ, gọi Phêrô là Sa-tăn, gọi một đàn bà không thuộc dân Do Thái là chó, và nguyền rủa những người không tin Giêsu là đồ rắn rết, vân vân.
và dọa sẽ đày đọa họ xuống hỏa ngục để cho ngọn lửa vĩnh hằng của ông ta thiêu đốt. Trong Tân Ước còn có vài chuyện chứng tỏ hơn gì hết cái gọi là đạo đức của Giê-xu. Một, chuyện Giê-xu đuổi quỷ, Mắc-thiêu 8:28 đến câu 34. Có hai người bị quỷ ám gặp Chúa Giê-xu và quỷ trong hai người đó van nài Chúa Giê-xu đuổi chúng ra và cho nhập vào một bầy heo. Chúa phán đi ra, chúng liền nhập vào bầy heo và cả bầy heo độ 2000 con heo. Mắc 5:2-13. Rong tuốt xuống biển chết chìm hết. Trẻ con chăn heo chạy về làng kể chuyện lại cho dân làng nghe. Cả làng kéo ra khỏi làng gặp Chúa Giê-xu và xin Ngài, có nghĩa là đuổi, hãy đi ra khỏi vùng đất của họ. Chúng ta hãy tự hỏi 2000 con heo có tội tình gì mà Chúa Giê-xu lòng lành vô cùng lại các của các tín hữu trên đời này. Điều là do Chúa Cha tạo ra cả. Bởi vậy dân làng mới coi Giê-xu như là một tên phù thủy, một kẻ đáng chê trách, đã vô cớ hủy đi một nguồn lợi của dân làng, làm cho họ tự nhiên mất đi cả một đàn heo tới 2000 con. Cho nên họ kéo ra ngoài làng, chẳng đuổi Giê-xu đi nơi khác, trong không dám để cho Giê-xu vào làng. 2. Chuyện tới 2000 con. Cho nên họ kéo ra ngoài làng, chẳng đuổi Giê-xu đi nơi khác, trong không dám để cho Giê-xu vào làng. 2. Chuyện Giê-xu nguyền rủa cây sung, Mắc-thiêu 21 2:18 đến câu 21. Ông đổ mạnh 2:18 đến câu 21. Ông đổ mạnh tri, một trí thức nguyện đạo Giê-xu, kể chuyện này trong cuốn Ngón tay và Mặt trăng như sau. Sáng sớm khi trở vào thành, Ngài cảm thấy đói, trông thấy cây vả bên đường. Ngài lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi. Nên người nói, từ đây không bao giờ mày có trái nữa, cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy các môn đệ ngạc nhiên nói, sao cây vả lại chết ngay lập tức như thế? Người nói, từ đây không bao giờ mày có trái nữa, cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy các môn đệ ngạc nhiên nói, sao cây vả lại chết ngay lập tức như thế? Đức Giê-xu trả lời, thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi ngờ thì chẳng những anh em làm được điều này làm cho cây vả, mà hơn nữa anh em có thể bảo núi này dời chỗ kia, núi chỗ kia nhào xuống biển, sự việc sẽ xảy ra như thế. Rồi ông Đỗ Mạnh Tri bình luận và chê triết gia và nhà toán học nổi tiếng hoàn cầu trong thế kỷ 20 Bertrand Russell và không biết đọc thánh kinh như sau. Chẳng cần phải là kinh thánh học, ta cũng biết rằng đây là một lối giảng dạy bằng dụ ngôn, bằng tác động. Dụ ngôn không là mà không biết uyển chuyển đôi chút thật sự đáng tiếc nơi một con người đặt nặng vấn đề ngôn ngữ như Russell. Ông Đỗ Mạnh Tri đã thiếu lương thiện tri thức, trích dẫn thiếu sót thánh kinh, bỏ đi đoạn trên nói về đầu đuôi câu chuyện dẫn đến chuyện cây sung đoạn trên đó như sau. Thế rồi khi Giê-xu và các môn đồ tới Jerusalem và tới hàng Bách ở gần núi Olivet, Giê-xu lại sai môn đồ đi trước vào làng. Giê-xu đi thẳng vào đền thờ, đuổi hết những người mua bán ra ngoài, lật đổ bàn thờ của kẻ đổi tiền và ghế của những kẻ bán chim bồ câu, vân vân. Rồi Giê-xu bỏ họ ra khỏi Jerusalem, về trọ tại làng Bethany đêm ấy, và chuyện cây sung bắt đầu. Sáng hôm sau, trên đường trở vào thành phố, Ngài thấy đói bụng. Đó là theo câu chuyện vừa kể trên. Chúng ta thấy ngay rằng thật ra chỉ những người đã bị nhồi sọ một chiều từ khi còn nhỏ, hoặc có đầu mà không có óc, mới có thể cho câu chuyện cây sung ở trên là một lối giảng dạy bằng dụ ngôn. Một dụ ngôn thường là một câu chuyện về những nhân vật không dính dáng gì tới người đang kể chuyện hay những người đang nghe, và có tính cách giáo dục luân lý. Ở đây Mắc-thiêu kể chuyện về một nhân vật Giê-xu có thật mới chết trước khi Mắc-thiêu viết phúc âm Mắc-thiêu khoảng 40 năm, và câu chuyện đó có hồi đầu có đuôi hẳn hoi. Mặt khác, ông Đỗ Mạnh Tri cũng không cho độc giả biết cái gì mà
ông Tri cho là vũ ngôn của Chúa trong chuyện này. Và cây sung dạy về cái gì? Chuyện luân lý, đạo đức, cách xử thế đối với chúng sinh, tất cả đều không phải. Câu chuyện về cây sung chẳng phải là một vũ ngôn, mà đã nói rõ một điều: ai có lòng tin vào Thiên Chúa thì sẽ có thể làm được như Giê-xu, nghĩa là có thể nguyền rủa cho một cái cây chết héo queo ngay lập tức. Ngoài ra còn có khả năng bảo núi di chuyển là núi tự động bỏ xuống biển. Hay nói cách khác, ai tin vào Giê-xu thì có thể làm được bất cứ cái gì mà mình muốn. Bởi vì câu cuối cùng trong chuyện này, Matthew 21:22, Giê-xu phán rằng: trong khi cầu nguyện, các ngươi hãy lấy đức tin xin bất cứ việc gì, thấy đều được cả. Chỉ có điều trong 2000 năm nay, người tin Giê-xu thì rất nhiều, trong đó có các giáo hoàng tự xưng là đại diện của Giê-xu tin rằng. Và tất nhiên có cả triệu giáo dân khác, nhưng nhân loại chưa thấy ai làm được những chuyện này. Vậy phải chăng những lời của Giê-xu trong vũ ngôn về cây sung chẳng qua chỉ là những lời hứa hẹn hoang đường, vô trách nhiệm, và chỉ có những người không đội trời chung với lý trí, với suy luận vân vân mới có thể tin vào những lời hứa hảo của Giê-xu? Hoặc là chẳng có ai có đức tin như Giê-xu muốn cả những lời cầu nguyện của tín đồ chẳng bao giờ thành sự thật? Nếu thành sự thật thì thế giới này không có cái đạo nào khác ngoài Cato giáo Roma. Về chuyện Chúa nguyền rủa cây sung ở trên, các chuyên gia phân tích thánh kinh kết luận rằng hành động của Giê-xu trong câu chuyện về cây sung hay cây vả chứng tỏ Giê-xu đã vấp phải 4 sai lầm về kiến thức cũng như về đạo đức cùng một lúc. Không biết là trong mùa đó cây sung không thể có trái, nghĩa là thiếu kiến thức về mùa màng cây cỏ. 2. Hủy diệt vô lý, vĩnh viễn một cây ra trái ăn được. 3. Hễ nổi nóng, nổi quạo khi bị phật ý. 4. Những lừa dối các môn đồ bằng những lời hứa hẹn hoang đường, chỉ cần có lòng tin là có thể thay hình đổi trạng vật chất thiên nhiên bằng lời nguyền rủa hay ra lệnh. Nhưng vấn đề chính trong câu chuyện cái sung là một chi tiết trong đó có đã đương nhiên bác bỏ khả năng làm phép lạ của Giê-xu. Như trên sóng biến một ổ bánh mì thành 100 ổ bánh mì, biến nước thành rượu vân vân. Ngài là Thiên Chúa mà sáng ra Ngài lại đói như người thường. Tại sao Ngài lại không biến cục đá ngoài đường thành bánh mì để ăn cho no, cho đỡ đói, mà lại phải hy vọng vào cây vải sung túc trái mùa, để rồi Ngài phải nổi quạo và nguyền rủa cây sung một cách phi lý? Ấy thế mà các tín đồ có đầu nhưng không có óc vẫn tin rằng Ngài quá là Thiên Chúa lòng lành vô cùng và có thể có khả năng làm nhiều phép lạ. Như chúng ta đã thấy nhiều bằng chứng ngay trong Tân Ước chứng tỏ Giê-xu có đầy dẫy những sai lầm và có một kiến thức rất giới hạn, tính tình dễ nổi nóng một cách bất thường vân vân. Vậy chúng ta có thể chấp nhận những người, những lời tự ngôn của Giê-xu như ta là con đường, là sự thật, là sự sống, hay ta là ánh sáng của thế gian vân vân được hay không? Ánh sáng gì của thế gian? Ánh sáng soi trí tuệ và đạo đức của con người? Tuyệt đối không phải. Đó là ánh sáng, thật ra sự tâm tối của một đức tin mù quáng, không cần biết, không cần hiểu. Lịch sử thế gian cho thấy tin vào ánh sáng thế gian của Giê-xu Cato giáo Roma đã chìm đắm trong bóng tối dày đặc của 2000 năm đầy tội ác, và vẫn còn đang tiếp tục mưu toan lùa nhân loại vào cảnh tối tăm, nô lệ cho một định chế thế tục độc tài tham lam vô độ mang danh nghĩa tôn giáo. Thánh Kinh có đầy những chuyện chứng tỏ nhân cách và đạo đức thấp kém của Giê-xu như trên. Nhưng trên khắp thế giới, các tín đồ vẫn được dạy là Chúa toàn hảo, tình yêu của Chúa bao trùm thế gian vân vân, nên phải kính Chúa và hãy hãnh diện là đầy tớ hầu hạ Chúa, thờ phụng Chúa. Nhưng giám mục John Shelby Fong lại thì nghĩ khác, vì sự lương thiện tri thức không cho phép ông ta tin nhảm nhí. Do đó về chuyện đuổi quỷ và nguyền rủa cây sung ở trên, ông đã viết: chúng ta có thấy hấp dẫn đối với một Chúa phải không? Phải giết cả một bầy heo để đuổi một con quỷ ra khỏi người thân người hay không? Chúng ta có nên khâm phục và kính trọng người mà chúng ta gọi là Chúa đã nguyền rủa một cái sung
khi nó không ra trái, lúc trái mùa không. Xin đã đến chính cái đoạn này. Cây vả là cây vả, cây sung là cây sung nha các bạn. Vì hình như đâu đó cây vả nó cũng dòng họ sung, nhưng mà cây vả trái lớn hơn cây sung, cây sung trái nhỏ và chùm nhiều hơn. Trái vả thì nó ra trái từ gốc đến ngọn, từ gốc đổ lên. Còn cây sung thì nó ra từ cành, ra trái từ cành, thậm chí ở thân nữa. Cuốn Thánh Kinh đã làm cho tôi đối diện với rất nhiều vấn đề hơn là giá trị. Nó đưa đến cho tôi một Thiên Chúa mà tôi không thể kính trọng, đừng nói đến thờ phụng. Ngoài ra, giám mục John Swelfom sau khi nghiên cứu Tân Ước đã đưa ra thêm một nhận định khác về Giê-xu như sau. Có những đoạn trong 4 phúc âm mô tả về Giê-xu ở Nazareth như là một con người thiển cận, đầy hận thù và ngay cả đạo đức giả. Và Jim Walker cũng viết trên Internet trong bài Chúng ta có nên kính ngưỡng Giê-xu không? Giê-xu trong Thánh Kinh có xứng đáng với di vinh dự mà người ta đã ban cho ông ta hay không? Bất hạnh thay, những người giảng đạo, mục sư và giáo sĩ đã giảng cho chúng ta những câu chuyện với thành kiến một phía, nhấn mạnh và thổi phồng những điều mà họ thấy là tích cực và dẹp bỏ hoặc bỏ qua những điều tiêu cực. Nền học thuật về Thánh Kinh trong trăm năm nay không được những người thường biết đến. Trong khi đó thì chúng ta thấy những mục sư và nhà truyền đạo trên TV chính trị đã khẳng định những điều vô nghĩa trong Thánh Kinh mà không bị ai đặt vấn đề trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, trên 90% gia đình ở Mỹ có một cuốn Thánh Kinh, thường là không đọc đến, hoặc nhiều nhất là làm nhẹ bớt hoặc lược bỏ khi muốn nói về Thánh Kinh. Nhiều tín đồ Kitô giáo không hề biết đến là nhiều đoạn trong các phúc âm trong Tân Ước Giê-xu được mô tả như là một con người đầy hận thù, xấu xa, bất khoan dung và đạo đức giả. Chúng ta cần ghi nhận một điều, những kết quả nghiên cứu như trên về Giê-xu đều do các vị có chức vụ trong giáo hội Kitô hoặc các học giả trong các xã hội Kitô giáo, không phải của người ngoại đạo, cho nên chúng ta khó có thể nghi ngờ thành ý và sự lương thiện của họ trong lĩnh vực học thuật. Kết luận trong một năm, từ những bằng chứng trong Tân Ước ở trên, xét về đức hạnh và trí tuệ, Giê-xu không có cái gì đáng để cho con người tôn thờ, kính ngưỡng. Vậy thì người Việt Nam theo Kitô giáo Roma hay đạo Giê-xu là vì cái gì? Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.